vui được gặp lại các bạn. Các bạn ơi, hôm qua mình có đi đặt bẫy chuột ở trong rừng này. Thế hôm nay mình đã đến rừng rồi, mình đi thăm. Các bạn hãy theo mình đi xem những kết quả nhé các bạn nhé. Ok, chúng ta đi thôi. Nãy cùng mình đi thăm cái bẫy đầu tiên nhé. Mình vừa leo cái dốc này, mệt quá các bạn ạ. Đây, con bẫy mình đặt ở dưới bụi tre này. À, như trúng rồi các bạn ạ. Trúng rồi các bạn ơi. Đây à, Con chuột. Đây, trúng rồi. Một em. Đây, một em mở hàng. Quá tuyệt vời. Mở hàng em đầu tiên nhé. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục thôi. Chỉ mong hôm nay là đỏ nhé các bạn nhé. May mắn. Mất bẫy rồi các bạn ạ. Đây, mình đặt ở dưới kia. Kìa, khu dưới kia, nhưng mà không thấy bẫy rồi. Chúng rồi, chắc là chúng rồi. Đừng mong không trượt nhá. Đây rồi. Lại một em. Kiếm nó bầu hết rồi. Đây. Chúng mới cái đầu nhọn thôi. Đây, chúng có tí. Kiến nó bâu vào nào. Được. Cái này được cái thứ hai các bạn ạ. Rất là ngon. Hôm nay mình mong thành quả của chúng ta là tuyệt vời. Con thứ hai. Mình mong hôm nay là đỏ nhất nhé. Thế mình cũng vừa đặt lại các bạn ạ. Rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục thôi. Một cái mình có đặt ở trên kia. Cái này là cái thứ ba nhé các bạn nhé. Bớt rồi. Liên tục các bạn ạ. Liên tục đây. Đây, hát chích rồi. Hát chích, cú hát chích đây. Em, đây em này, hơi nhỏ. Đây, cú hất chích. Ba cái liên tiếp các bạn ạ. Được, hôm nay đỏ đấy. Rồi, mình chỉ mong đỏ đến cuối nhá. Có gì không? À, lại trúng rồi các bạn ơi. Đây. Còn thế. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Lại thêm em nữa. Rồi các bạn hãy xem đến cuối video nhé. Và mình sẽ tổng kết thành quả cho mọi người xem. Tuyệt vời. Cái mình đặt ở mũi tre này này. Đường sóc, đường chuột nó đi đẹp lắm các bạn ạ. Chỗ này không được các bạn ạ. Nó đi ăn hết mồi nhưng đây không bật. Tiếc quá. Đây, đường nó đi dưới bụi tre này đẹp lắm. Rồi mình sẽ cho mồi lại nhé các bạn nhé. Đây nó ăn mồi không bật chứ. Đây một cái mình đặt đây này, không bật nhưng mà lại hết mồi các bạn ạ.
Đây nó ăn. Ăn hết rồi. Đây thì còn vỏ chuối ở đây thôi. Đấy hôm kia cũng được một con ở chỗ này. Nhưng hôm nay lại có con khác nó đi ăn nữa này. Nhưng mà số nó rất là đỏ luôn. Bẫy không bật. Rồi mình sẽ cho mồi tiếp nhé các bạn nhé. Sau đó chúng ta lại tiếp tục đi thăm những cái khác thôi. Ăn mồi nhưng mà không bật các bạn ạ. Đây. Ăn tung tóe ra hết này. Không bật. Đây một cái mình đặt ở trong dưới cái hòn đá này này. Đẹp lắm. Chỗ này. Không trúng. Bật nhưng mà không được các bạn ạ. Kìa, bẫy kìa. Mồi chuối còn nguyên, chắc là sợ quá rồi. Rồi, mình sẽ cài lại. Xong rồi mai con này nó sẽ gặp món giềng xả. Ôi giời ơi, chịu. Mình cũng chịu thôi các bạn ạ. Cứ bật nhưng mà lại không được này. Không biết ai khắc phục kiểu gì đây. Chịu thôi. Kiểu này bật mấy cái rồi. Toàn bị trượt thôi. Trong này mình đặt 3 cái các bạn ạ. Chỗ này đẹp đấy. Để hình đẹp. Đây một cái đây. Không được. 2 cái ở trên này. Úi dồi ôi, các bạn ơi, cái gì như này? Úi dồi ôi, các bạn thấy chưa? Chót khủng rồi. Úi dồi, từ nhỏ đến giờ mình chưa gặp con chuột nào mà to như này chứ. Hình chưa? Úi dồi ôi, chót khủng đây. Tuyệt vời. Đây, có hàng hốc. Đẹp lắm chỗ này. Chuột gì to như này. Ôi. Các bạn ơi. Các bạn xem này. Được rồi chưa. Ôi. Con này phải mấy lạng? 7-8 lạng các bạn ạ. To lắm. Ôi dồi ôi. Quá. Đây, treo như này. Đây. To chưa? Quá khủng. Tuyệt vời. Đây, mình sẽ gỡ cho các bạn xem nhé, các bạn nhé. Úi dồi ôi. Chưa từng thấy. Đây, các bạn ơi. Đây mình sẽ cho các bạn xem so với cái bắp tay mình nhá. Đây. Đây. To hơn bắp tay mình. Sợ thật. Đây. To hơn bắp tay mình nhá. Tuyệt vời. Được tầm 3-4 em như này thì nhất rồi. Ê. Đây, lại tiếp tục các bạn ạ. Nhưng mà cái bẫy này lại con nhỏ quá. Lại có cái con chuột gì này, chuột đỏ này. Cái màu nó nhìn rất đẹp luôn. Nhưng con nhỏ quá. Rồi, mình gỡ nhé.
lại dính rồi các bạn ơi. Đây, quá đã luôn. Tuyệt vời. Thêm một em nữa. Quá thích luôn. Thăm bẫy hôm nay là một ngày đẹp trời luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Tuyệt vời. Sợ quá. Rồi, ok. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục đi thăm hai bẫy cuối cùng nhé các bạn nhé. Bẫy ở trên này hai cái. Tuy mệt lắm nhưng mà hôm nay chúng lớn thì rất là ham luôn. Mình còn thích đi thăm nhiều nữa. Nhưng mà hết rồi các bạn ạ. Chỉ còn hai cái thôi. Đây một cái đây. À, không trúng. Cái này không trúng. Rồi, chúng ta đi thăm cái cuối cùng trên này. Cái bẫy ở đâu rồi? Mình đặt đây mà nhỉ. Đâu rồi? À đây, 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 đây. Đây các bạn ơi. Tuyệt vời chưa? Con này to đấy. Này. Quá tuyệt vời. Đã luôn. Các bạn thấy sướng chưa? Rồi, tí các bạn đợi xem thành quả của mình nhé. Rồi, mình sẽ gỡ đây. Đây các bạn ơi. Tuyệt vời. Sướng chưa? Đây, mình kết nhất là con chuột này. Thì sướng chưa các bạn? Các bạn ơi, thành quả của mình ngày hôm nay đây. Đấy, rất là tuyệt vời. Quá phê luôn. Đây, được 8 em. Đây, một em rất là bự luôn. Quá to. Đấy, mình cũng chưa thấy con chuột nào nó to như này bây giờ. Đấy, từ nhỏ đến giờ đấy. Nói thật luôn. Quá sướng luôn. Đây cho các bạn nhắm này. Rồi các bạn thấy clip mình hay thì các bạn hãy cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like và một lượt chia sẻ để ủng hộ video mình nhé. Rồi mình rất là cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.